Mai Ngô trở lại The New Mentor để giành quán quân hội ngộ cùng siêu mẫu Lan Khuê. Thông tin mentor của Miss International Queen Việt Nam 2023 Mai Ngô trở lại đường đua nhan sắc tham gia cuộc thi The New Mentor khiến dân tình đứng ngồi không yên. Mới đây, trên trang page của cuộc thi The New Mentor vừa đăng tải hình ảnh công bố người đẹp Ngô Thị Quỳnh Mai Mai Ngô chính thức tham gia cuộc thi với tư cách là thí sinh. Thông tin này ngay lập tức bùng nổ, nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Tái xuất sau một năm với cương vị Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam 2022, chân dài sinh năm 1995 thẳng thắn giới thiệu bản thân. It's my call. Tôi tên là Ngô Thị Quỳnh Mai, mọi người thường gọi tôi là Mai Ngô. Tôi là Á hậu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, người mẫu, diễn viên và rapper. Tôi đã hoạt động hơn 12 năm trong nghề và đã từng làm mentor của Miss International Queen Việt Nam 2023. Tôi đến với The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023 với tư cách là một người tham gia để được học hỏi từ các vị Super Mentor. Mục tiêu của tôi trong chương trình lần này sẽ không chỉ là chiến thắng mà còn hơn thế nữa. Tôi muốn mình trở thành thế hệ tiếp theo của các vị Super Mentor, là những người đứng đầu trong làng giải trí Việt. The New Mentor là chương trình đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều vì nhiều lý do, nhưng không thể nào ngăn được đam mê trong lòng mình, nên sau khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, Mai quyết định góp mặt tại chương trình năm nay. Vẫn là Mai Ngô, vẫn là một tinh thần chiến hết mình và luôn hướng về phía trước. Mai biết rằng cái quan trọng nhất khi mình tham gia một chương trình đó là tinh thần quyết tâm và sự cố gắng. Và Mai đã sẵn sàng đến với The New Mentor. Ngay sau đó, ngựa chiến Mai Ngô cũng chia sẻ bài viết công bố từ trang page The New Mentor trên trang cá nhân. Cô cũng đồng thời gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ của mình qua dòng trạng thái đầy tự tin. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và support Mai. Dù ở vai trò nào, Mai cũng sẽ chiến đấu hết mình. Dưới bài viết, người đẹp đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Các người đẹp, siêu mẫu đình đám khác cũng hào hứng gửi lời cổ vũ đến cô đồng nghiệp máu chiến của mình. Tại cuộc thi The New Mentor sắp tới, Mai Ngô nhất định sẽ trở thành một trong những gương mặt sáng giá, là chiến binh nghiền máu có thể chạm tay đến danh hiệu cao quý và là một đối thủ đáng gờm mà các thí sinh khác phải dè chừng. Mai Ngô được biết đến là một nàng mẫu tài năng, nhan sắc đặc biệt và sở hữu nhiều tài lẻ. Suốt 12 năm làm nghề, người đẹp đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi. Mai Ngô lần đầu được biết đến khi giành ngôi quán quân cuộc thi F Idol 2012. Những năm sau đó, cô nàng luôn là gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình thực tế và giành được rất nhiều giải thưởng như Top 30 thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Việt Nam Next Top Model 2013, Top 12 Asia Next Top Model 2016, Á quân The Face Việt Nam 2016, Giải thưởng Influencer of the Year, Influencer Asia 2017. Mai Ngô cũng từng hai lần tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Mặc dù không đạt được thành tích gì, nhưng cô đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ cá tính của mình. Sự thành công gần đây nhất trong sự nghiệp của Mai Ngô phải kể đến thành tích Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam 2022 của cô nàng. Không lâu sau, nàng mẫu cũng tạo nên cơn sốt khi xuất hiện tại cuộc thi Miss International Queen với tư cách là một mentor. Hơn hết, thí sinh Nguyễn Hà Diệu Thảo thuộc team Mai Ngô cũng xuất sắc chạm lấy ngôi vị cao nhất trong cuộc thi. Kết quả này cũng phần nào khẳng định được sự tài năng bản lĩnh của nàng hậu. Hiện tại, cộng đồng fan sắc đẹp đang mong ngóng từng ngày chờ đợi sự xuất hiện của ngựa chiến Mai Ngô tại cuộc thi The New Mentor. Cộng đồng mạng cũng đặt sự kỳ vọng mong người đẹp sẽ hội tụ với huấn luyện viên cũ siêu mẫu Lan Khuê.